toàn thể đồng chí, đồng bào và các bạn thân mến, lời đầu tiên ban tổ chức lễ hội xuống đồng xã Vũ Nhuận kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí, đồng bào, các bạn về tham dự lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 xã Vũ Nhuận mạnh khỏe, hạnh phúc. Theo ngôn ngữ của đồng bào Tày thì lễ hội xuống đồng còn gọi là lồng tồng. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, mang ý nghĩa phồn thực, cầu những điều an lành, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, trâu bò hàng đàn, cá đầy ao, lợn gà đầy chuồng, con người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, già trẻ gái trai, ai cũng mạnh khỏe quanh năm. Mọi nghi lễ đều hướng tới điều tương lai tốt đẹp, no đủ và sung túc, phồn thực mà lễ hội mang đến cho. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, hương vị mùa xuân đang tràn ngập khắp đất trời, cùng với toàn đảng, toàn dân đang nô nức phấn khởi đón chào mùa xuân mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước trên con đường đổi mới. Chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, đó là kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phú Nhuận đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự năng động sáng suốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Nhuận, trong năm qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều vượt kế hoạch và mục tiêu đề ra về sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên các thế mạnh của địa phương: cây lúa, cây chè, gia súc, thủy sản và tiềm năng phát triển kinh tế rừng, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, duy trì phát triển bền vững công cuộc xây dựng nông thôn mới trong năm qua. Cùng với phong trào duy trì bền vững công tác xây dựng nông thôn mới, năm qua xã Phú Nhuận đã duy trì và phát triển bền vững công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Phú Nhuận trở thành xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với ý nghĩa quan trọng đó, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 87 tuổi, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, hôm nay được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Nhuận, đồng bào dân tộc Tày xã Phú Nhuận tưng bừng mổ hội nồng tồng, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà, người người khỏe mạnh, hạnh phúc, no đủ, mùa màng bội thu. Về dự và chỉ đạo lễ hội hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Úy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân huyện Bảo Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng, xin nhiệt liệt chào mừng. Về dự còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Thường trực Huyện ủy, Ủy ban dân huyện, các ban ngành, cơ quan chuyên môn cũng về dự lễ hội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Đảng ủy xã, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Lý, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Anh Tuynh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu đại diện cho các nhà máy, công ty, cổ phần hóa chất Phúc Long, các doanh nghiệp, các cơ quan, trường học, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã về dự lễ hội. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã Văn Sơn, Võ Lao, thị trấn Tăng Lỏng và các xã lân cận cũng đến dự với lễ hội. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí phóng viên báo đài tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng đã đến dự và đưa tin cho lễ hội ngày hôm nay.
nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, trưởng phó các ban ngành đoàn thể của xã Vĩnh Nhuận, các vị du khách gần xa, cán bộ nhân dân các dân tộc, xã Vĩnh Nhuận đã đến dự lễ hội Xuân Đinh Dậu năm 2017 hôm nay. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Lý, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Hôm nay, với truyền thống vẻ vang của một xã có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc truyền thống, cứ đến hẹn lại về, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Nhuận lại lô lức khai hội lễ hội Lồng Tồng, hay còn gọi là lễ hội Xuống Đồng, với mong ước, nguyện cầu và khát vọng là cầu cho quốc thái dân an, cầu cho thóc lúa đầy bồ, nhà nhà lo ấm, an lành và hạnh phúc. Hôm nay, giữa chiếc tiết trời xuân ấm áp, thời tiết giao hòa, phát huy những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong năm 2016, đón mừng một năm mới với những khát vọng, niềm tin mới, đó là đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Nhuận tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và hội nhập để duy trì và phát triển vững chắc, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. Muốn có được như vậy, trước hết ngay từ đầu năm cần phải có sự vào cuộc quyết liệt và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong xã, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sự hòa quyện giao hòa giữa trời và đất và con người. Chính bởi lẽ đó mà hôm nay nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Nhuận tổ chức khai hội lễ hội truyền thống tại cánh đồng chè đầy thơ mộng ở khu vực các thôn Luần, xã Vĩnh Nhuận, với phần lễ và phần hội mang đậm bản sắc của đồng bào người Tày sinh sống ở mảnh đất thiêng liêng này. Thay mặt đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Nhuận, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các phòng ban chuyên môn huyện Bảo Thắng, các doanh nghiệp, các xã bạn cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài xã đã về chung vui với lễ hội mang đầy ý nghĩa nhân văn tại xã Vĩnh Nhuận. Đầu xuân năm mới Đinh Dậu năm 2017, kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu khách quý, nhân dân sức khỏe, an lành, hạnh phúc, tràn đầy sức xuân, giàu sang phú quý. Chúc cho lễ hội thành công và linh thiêng. Tôi long trọng tuyên bố khai hội lễ hội năm 2017. Xin trân trọng biết ơn. Thank you.
thân hồn được chuẩn bị.
xưa bàn mặt cho đất bán lưng cho trời và lưng cơn tràn bao âu lo vui buồn trời gieo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao khi cười tiếng hát xuống sang buồn làng đồng hôm nay ngô khoai chanh hoa ứng tranh quê tươi màu nắng mới cánh đồng xanh xanh mơn xây dòng ngang như cùng làng nghề tiếng máy reo vang người quê tôi hân hoan cầu hát người nông dân không lo mất mùa quê mình hôm nay bao nhiêu đôi tay không còn hò nghèo cũng thiếu ăn vay đường lên thôn xe đi như phố người quê tôi chung xanh ngầm đồng mấy reo rộn ràng gọi bao ước mơ nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng đời bao ấm no lúa xanh ngầm đồng mấy reo rộn ràng gọi bao ước mơ nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng bài ca trời và lưng cơn tràn bao âu lo vui buồn trời gieo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao khi cười tiếng hát xuống sang buồn làng đồng hôm nay ngô khoai chanh hoa ứng tranh quê tươi màu nắng mới cánh đồng xanh xanh mơn xây dòng ngang như cùng làng nghề tiếng máy reo vang người quê tôi hân hoan cầu hát người nông dân không lo mất mùa quê mình hôm nay bao nhiêu đôi tay không còn hò nghèo cũng thiếu ăn vay đường lên thôn xe đi như phố người quê tôi chung câu khê đò lúa xanh ngầm đồng mấy reo rộn ràng gọi bao ước mơ nhớ không đời bao ấm no,
Bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm. Chắc chưa hết chưa về dù rừng thương nuôi nhớ người con gái Bác Hồ. Bye.
non đang diu diu rít hon, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, hôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, hôn nữ bên tiết mục này là tiết mục múa biểu diễn thời trang của các em học sinh trường tiểu học thứ 3 Phú Nhuận. Học số 3, đó là tiết mục múa Việt Nam quê hương tôi của thôn Khe Hoi.
được cảm ơn tiết mục hết sức uyển chuyển của các cô gái. Việt Nam yêu dấu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắn nỏ đang diễn ra. Vâng, bắn nỏ là trong các loại dùng. Chuẩn bị đến trong khu vực cây còn để thực hiện nghi lễ thủ tục cho công tác ném còn trong lễ hội xuống đồng ngày hôm nay. Về môn bắn nỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vào các ngày lễ hội tháng riêng, bắn nỏ thường được tổ chức các cuộc thi trên các cánh đồng, ven cánh rừng, ven suối. Cuộc thi do làng hoàng do thắng trận trai đứng ra tổ chức với nhau bằng nhiều hình thức thi, có nhân văn chọn ra những người bắn giỏi nhất, những chàng trai
cô gái giữ công làng thi đấu với nhau. Có thể họ thi tài bắn mỏ bằng một cuộc thi săn, xem ai săn được nhiều thú nhất, hay bắn bằng hình thức bắn trúng đích bắn xa. Những người không tham gia đứng lên cổ vũ thường xuyên, tập cho đôi tay khỏe, đôi mắt tinh nhanh. Không chỉ có thành tích cao ở nam giới, vì thế nhiều cuộc tranh đua ở làng bản hay tại ngay lễ hội lớn trong vùng cao đều có các nam nữ tham gia. Những người tham gia thi bắn nỏ thường chuẩn bị rất kỹ sau Tết Nguyên Đán. Họ căng dây nỏ, vác tên, tập trung bắn cho thuần thục. Tham gia thi bắn nỏ thường là những thợ săn có tiếng, là những tiền xạ dùng nỏ bắn chim thú cho gia đình. Một tay nỏ là những thanh niên khỏe mạnh, ham thích môn bắn nỏ, thường xuyên tập luyện nhằm rèn luyện sức khỏe, bảo tồn môn văn hóa truyền thống. Khác với bắn súng, bắn nỏ khi báo kết quả căn cứ trên mũi tên trúng đích, đó là cắm vào bia, còn tên trượt bắn bay ra ngoài. Người thắng cuộc là người có nhiều tên bắn trúng đích nhất. Mặc dù lễ hội súng đồng diễn ra trong một ngày nhưng mang lại ý nghĩa rất quan trọng cho du khách, những cảm xúc vô cùng hào hứng bởi nét đặc biệt riêng đặc trưng của lễ hội. Nghi lễ trong dịp đầu xuân của đồng bào tại vùng cao Tây Bắc là lễ hội súng đồng. Đây là lễ hội đặc trưng của nét văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Bắc, đã thành phong tục tập quán. Tết Nguyên Đán tới các bạn dồn nhịp để chuẩn bị lễ hội xuống đồng. Xuống chợ với em.
chẳng nói được gì. Trong ngực em ái lạ như có tiếng ngựa phi. Trời hồng lưng vách núi lưng lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ ươm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Vui chân ta cùng xuống chờ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chờ ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chờ với em. Á là chàng trai khôi ngô. Chẳng nói được gì, trong ngực em ái lạ như có tiếng ngựa phi. Thank you.
lãnh đạo đại diện cho thường trực huyện ủy, ủy ban dân huyện Bảo Thắng, các phòng ban của huyện Bảo Thắng, các du khách gần xa, các công ty, các nhà máy, lãnh đạo đại diện cho thường trực đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hương Điền, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các thôn bản, du khách gần xa, chúng ta hãy đi bước lên khu vực khán đài để múa những điệu xòe cùng với các cô gái của đội văn nghệ thôn Vườn Ba. Thank you.